Thưa toàn thể quý vị và các bạn, và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn nối cái công tắc cảm biến ánh sáng điện DC là 12V 10A. Cái này thì nếu chúng ta sử dụng cho điện ở ngoài sân vườn của mình ấy, có một ắc quy, xong chúng ta sử dụng tấm pin mặt trời để sạc, trong ban đêm thì nó sẽ tự bật, còn ban ngày thì nó sẽ tự tắt. Thì chúng ta có thể mua cái sản phẩm này thì giá 100.000, mua tại Lazada 100.000 thôi. Còn bây giờ thì tôi sẽ nối cho các bạn cùng xem. Dây đen chúng ta sẽ nối vào cục dương, dây trắng chúng ta nối vào cục âm của quyền, dây đỏ thì cắm vào cục dương của bóng đèn này, dây đen gọi là dây âm để chúng ta cho vào âm. Cái này thì bởi vì trời tối rồi nên là khi cắm vào sáng luôn. Khi chúng ta cho cái bóng vào đây, nó sẽ tắt đấy. Bây giờ bỏ ra thì nó sáng luôn. Cảm ơn các bạn cùng theo dõi video clip. Xin cảm ơn. Thế ánh sáng cái này nó tắt, bây giờ bỏ ra thì nó tối xuống một phát là nó sẽ sáng ngay. Đây, thế ánh sáng là nó sẽ tắt luôn. Đấy, bỏ ra này. Đấy. Chúng ta nên có cái công tắc này nhưng mà chúng ta muốn điện sân vườn chúng ta mà có điện ắc quy, chúng ta có năng lượng mặt trời mà để làm ắc quy này rất là hay. Công tác này mua lâu rồi nhưng mà rất là tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn.